Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu về cái việc sử dụng bộ lọc ở trong Photoshop, là các kiến thức cơ bản về môi trường làm việc, các khái niệm gốc, các công cụ và các cái lệnh. Thì cho đến giờ chúng ta đã nắm gần như là ổn thỏa để mà chúng ta có thể làm việc rồi. Tuy nhiên là về các cái hiệu quả đặc biệt tạo ra thì chúng ta sẽ làm quen thêm với cái phần filter. Cái phần này nó sẽ giúp cho chúng ta là tạo ra những cái hiệu quả mạnh hơn, đặc biệt hơn, lạ kỳ hơn trong cái quá trình làm việc của chúng ta. Nó giúp cho là cái hiệu quả thị giác đạt được trên những cái thiết kế của mình, nó sẽ có được những cái bước mà nó nâng cấp, hoặc là nó sẽ tạo ra những cái sự đột biến ở trong cái thiết kế. Thế thì filter thì nó có từ các phiên bản cũng rất là thấp để tạo ra các hiệu ứng, hiệu quả đặc biệt. Đối với Shop thì tôi cũng chỉ biết từ phiên bản 4.0. Đấy, còn trước đó nó như thế nào thì tôi cũng không rõ. Đấy, thì ngay từ cái thời phiên bản 4.0 thì Photoshop cũng đã có tương đối nhiều cái bộ lọc, và nó cũng là cái cấu trúc gốc để cho đến giờ mà chúng ta thấy vẫn tồn tại. Tuy nhiên thì Photoshop nó chia ra làm hai giai đoạn, trước 6.0 và sau 6.0. Đấy, thì vì nếu mà nói về mặt thay đổi thì rõ ràng mỗi phiên bản nó sẽ có những thay đổi khác nhau, nó sẽ có những bổ sung, nó sẽ có những cải tiến. Tuy nhiên là nó có mấy cái giai đoạn mà chúng ta sẽ thấy rằng là nó tạo ra những cái sự khác biệt. Ví dụ như là Photoshop các phiên bản trước 4.0 thì tôi không dám nói, nhưng mà từ trước đó cho tới phiên bản, tôi cho rằng là đến phiên bản 5.5 thì coi như là về cấu trúc nền tảng rồi logic làm việc, thì tới 5.5 thì bắt đầu được coi là sự hoàn thiện của cái xương sống của Photoshop. Đến phiên bản 6.0 thì nó có một cái dấu ấn mang tính tương đối lịch sử, đó là sự thay đổi về cái cách làm việc của bộ lọc. Nó đem lại một cái phương pháp làm việc hoàn toàn khác, một môi trường làm việc hoàn toàn khác cho Photoshop khi mà sử dụng bộ lọc. Thế còn ví dụ như là đến phiên bản CS2 thì cũng có một cái mà mang tính chất cách mạng, đó là có thêm được một cái khái niệm mới, đó là cái Smart Object. Đấy. Rồi sau này đến phiên bản CC thì nó lại sang một cái tầm khác, lại một cái cách làm việc, một nền tảng khác. Đấy, thì nó có một vài cái điểm mốc tương đối là quan trọng như thế. Thế thì về filter thì sao? Về filter thì nó cung cấp cho chúng ta những cái hiệu ứng và làm cho cái thiết kế của chúng ta nó trở nên phong phú hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là như tôi nói thì cái filter đó trước 6.0 và sau 6.0 thì nó có sự khác biệt như thế này. Trước hết là chúng ta nói về mặt vai trò của cái filter, hoặc là cách làm việc của filter. Thì filter nó là những cái bộ lọc, nó là những bộ hiệu ứng được cài đặt ở trong Photoshop và giúp chúng ta tạo ra những cái hiệu quả rất là mạnh. Tuy nhiên là nó sẽ dùng những cái thuật toán khác nhau để nó tác động vào các điểm ảnh, trực tiếp vào các điểm ảnh, và làm cho các điểm ảnh nó thay đổi về mặt vị trí, màu sắc và vân vân để tạo ra hiệu quả thị giác. Thế nhưng mà trước phiên bản 5.5 thì nó hoạt động theo kiểu đơn lẻ. Đơn lẻ có nghĩa là thế nào? Đây, tôi có rất là nhiều các cái bộ lọc nó nằm ở đây. Và trong một bộ lọc như thế này thì nó có rất nhiều bộ lọc con nằm trong cái nhóm đó. Và để chạy một bộ lọc nào đó thì tôi phải mở cái bộ lọc đó ra và nó chạy một cách độc lập, không liên quan đến những bộ lọc khác. Thế khi mà chúng ta muốn so sánh giữa bộ lọc A và bộ lọc B ở trong cùng một nhóm như này, để xem là cái bộ lọc nào là bộ lọc mà nó chuẩn hơn, nó sẽ đáp ứng được yêu cầu của tôi tốt hơn, thì tôi sẽ phải mở nhiều cửa sổ, mở nhiều file copy khác nhau để chạy rồi tôi mới so sánh. Thế đấy là một cách làm việc mà cực kỳ mất thời giờ và rất khó để so sánh các biến thể khác nhau. Tuy nhiên sang tới phiên bản 6.0 thì Photoshop sau khi tiếp nhận
những cái phản hồi của người dùng, thì họ đã đưa ra một cuộc cách mạng trong cái việc sử dụng filter bằng cách là tạo ra môi trường nó gọi là filter gallery. Trong đó thì nó tích hợp rất nhiều các bộ lọc và nó tạo ra một môi trường để có thể duyệt nhanh, so sánh và chỉnh sửa nhanh ở trong cái cửa sổ đó. Thế thì trước hết là chúng ta cũng xem là, nhưng mà trước khi mà nói sâu về cái đó thì chúng ta cũng phân biệt ra là bộ lọc thì nó có mấy cái dạng như này. Một dạng thứ nhất là bấm chạy ngầm và nhận kết quả, tức là chúng ta sẽ không can thiệp bất cứ một cái gì vào trong cái quá trình đó. Tôi cũng không biết là nó chạy như thế nào, tôi cũng không gia giảm được tham số, tôi cũng không thể nào can thiệp được bất cứ cái gì. Chỉ có mỗi một nhiệm vụ là bấm chạy và nhận kết quả thôi. Đấy là một dạng là bấm nhận kết quả. Một dạng thứ hai nữa là chạy và có được quyền can thiệp. Nhưng mà quyền can thiệp thì cũng chưa biết được là cái đó trông nó ra làm sao. Tức là tôi có cái cửa sổ để tôi gia giảm, nhưng mà trong đó nó chỉ cung cấp cho chúng ta những cái mà gọi là các tham số thôi, các cửa sổ, các cái trường để mà chúng ta gia giảm các tham số, nhưng chúng ta sẽ không được nhìn trước cái kết quả nó như thế nào. Mọi thứ cũng vẫn là làm theo một cái quá trình gọi là mò mẫm và thử nghiệm đấy. Thì đấy là dạng thứ hai là có can thiệp nhưng không nhìn thấy trước kết quả. Dạng thứ ba là can thiệp và đồng thời nhìn thấy kết quả ở trong một cái cửa sổ duyệt nhỏ đấy. Và chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta co kéo thay đổi các tham số thì chúng ta có thể nhìn thấy trước được là cái sự thay đổi đó nó áp dụng vào cái ảnh như thế nào thông qua một cửa sổ nhỏ ở trong cái hộp thoại mở ra, thì chúng ta có thể xem được cái đấy. Thì đấy là dạng thứ ba, thì có ba kiểu như thế. Và cũng có một số các cái trường hợp là chúng ta cũng biết là bộ lọc không phải là trong trường hợp nào nó cũng chạy. Có một số thứ mà chúng ta cần phải lưu ý như sau. Về mặt nguyên tắc thì hệ màu RGB gần như là không từ chối bất cứ bộ lọc nào cả. Đấy, có thể chạy được hết. Tuy nhiên vẫn có một số bộ lọc thì mặc dù RGB nhưng mà cũng vẫn thấy là bị chìm đi, không hoạt động. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta phải kiểm tra xem là cái độ sâu màu, cái bit màu nó là bao nhiêu. Trong trường hợp mà chúng ta vào mode vào bit này mà nó trên 8 bit, nó có thể là 16 bit, 24 bit hoặc 32 bit. Những cái trường hợp cao hơn 8 bit thì chúng ta bao giờ phải convert nó về. Nếu trong trường hợp mà bộ lọc nó chìm đi, mặc dù đã là ảnh RGB rồi mà cũng không thấy nó kích hoạt được cái bộ lọc, thì chúng ta cần phải kiểm tra ngay lập tức cái vấn đề là cái bit màu xem nó có ở cái độ sâu màu nào. Đấy, 8 bit và RGB thì vô tư, gần như là không có bất cứ một cái hạn chế nào cả. Đấy. Một số trường hợp thì chúng ta thấy là hệ màu CMYK chẳng hạn cũng có một số các hạn chế là nó cái bộ lọc nó không chạy ở trên đó. Đấy. Một số định dạng khác cũng không chạy, không riêng gì CMYK. Ví dụ như là trên và có một số trường hợp nữa là các bạn sẽ không làm được cái bộ lọc nó chạy ở trên cái lớp nó gọi là lớp background. Đấy. Một số bộ lọc nhất định là không chấp nhận làm việc trên lớp background, bắt buộc chúng ta phải hoặc là nhân bản lên hoặc là phải nhấp nút vào để rename cho cái lớp background đó thành layer 0 thì lúc đó nó mới chấp nhận là chạy bộ lọc ở trên đó. Thì đấy là có vài cái mà chúng ta cần phải lưu ý nhanh là như vậy. Bây giờ chúng ta xem về cái cách chạy một cái bộ lọc. Tôi lấy ví dụ như sau. Và trong filter, nếu như mà chúng ta nói về cái bộ lọc nào mà nó mang tính chất là bấm chặn và không can thiệp được kết quả thì đó là cái bộ lọc blue này chẳng hạn. Ở trong blue thì tôi chọn blue đó. Và tiếp tục là blue nữa, thì đây là cái đại diện rất là rõ ràng cho cái trường phái là bấm chặn và không can thiệp được bất cứ cái gì. Nó sẽ làm mờ nhòe đi theo cung cách nào đấy của nó và chúng ta chỉ có biết nhận kết quả thôi.
quan sát, nếu mà cảm thấy chưa hài lòng chúng ta có thể lại vào filter nữa đó. Trong đó thì chúng ta lại vào blue, nếu mà chúng ta thích thì chúng ta có thể sử dụng một cái loại mạnh hơn, đó là blue more, thì nó sẽ làm nhòe mạnh gấp đôi so với thằng blue kia, nhưng kết quả cũng vẫn là gì đấy ạ, tôi chỉ nhận cái hình ảnh mà tôi không hề can thiệp được và tôi cũng không biết là nó làm như thế nào. Về mặt nguyên tắc thì chúng ta đã làm việc với công cụ blue rồi, chúng ta sẽ hiểu rằng là nó đang can thiệp vào, nó thay đổi các cái giá trị của các độ tương phản của các điểm ảnh nằm cạnh nhau. Khi mà độ tương phản của các điểm ảnh nằm cạnh nhau giảm đi thì nó sẽ làm cho cái hình ảnh của chúng ta nó sẽ bị lu mờ đi. Đấy. Thế nhưng nó làm bằng cách như thế nào, thuật toán như thế nào thì hoàn toàn chúng ta không can thiệp được. Đấy, hoặc các bạn còn có thêm một cái lệnh như thế này nữa. Ở trong filter chúng ta có một cái lệnh ở trên cùng này, và lúc nào chúng ta cũng thấy rằng là nó sẽ thay đổi luôn chuẩn chuẩn theo từng cái lần mà chúng ta sử dụng. Thì đây chính là cái lệnh gọi là chúng ta nôm na chúng ta gọi là cái lệnh nhắc lại. Đấy. Một cái sự repeat, một cái bước trước đó chúng ta đã làm, và cái này dành cho bộ lọc. Cũng giống như các bạn còn nhớ có cái lệnh mà tôi đã nói không nhỉ, trong phần edit, trong phần transform thì chúng ta cũng có một cái lệnh là gì đấy nhỉ, again đúng không? Đấy, đã làm một lần rồi transform như nào thì chúng ta again một lần nữa thì nó sẽ giữ theo đúng cái quy tắc, giữ theo đúng tham số như thế, và nó lặp lại một lần nữa cho chúng ta. Thế thì trong filter này cũng vậy, nó có một cái lệnh, nó cũng sẽ lặp lại đúng y xì những cái gì bộ lọc trước đó đã dùng, thay vì việc là phải sổ danh sách ra rất lâu rất sâu và trôi vào rồi chớp lên chớp xuống các thứ, hoặc là chọn lựa rất là nhiều để có được một cái thao tác giống như vậy, thì bây giờ nó có cho chúng ta cái thao tác như thế này, tức là lặp lại. Lệnh này sẽ nằm ngay trên cùng và sẽ lưu giữ tên tuổi cũng như là tham số của cái phiên làm việc trước đó gần nhất của bộ lọc được sử dụng, và chúng ta chỉ cần nhấn là Alt Control F thì là tức là nó sẽ lặp lại đúng những gì mà bộ lọc trước đó đã làm. Đấy, thì tôi cứ Alt Control đó, Alt Control F, Alt Control F, cứ mỗi lần bấm như thế thì nó lại cứ lặp lại những bộ lọc trước đó, thì tôi sẽ tăng được cái khả năng là làm nhòe mờ của nó. Tuy nhiên là thực sự mình không can thiệp thêm bất cứ cái gì ngoài tăng số lượt áp dụng bộ lọc lên. Thế đấy là đại diện cực kỳ tiêu biểu cho cái hệ thống bộ lọc mà chúng ta gọi nó là bộ lọc mù, tức là làm mà không biết nó làm như thế nào, không can thiệp được cái gì cả. Dạng thứ hai là chúng ta chọn một cái bộ lọc mà chúng ta chỉ ra giảm được tham số mà không nhìn trước được kết quả. Tìm thử một cái bộ lọc như thế. Ví dụ đây, một ví dụ khác đó là tôi sẽ có những tùy chọn để can thiệp, nhưng tôi sẽ không nhìn trước được kết quả nó như thế nào. Đại diện là thằng Radiant Blue này chẳng hạn. Khi mà tôi ra giảm các tham số bằng cách kéo các con chuột ở đây, rồi chọn các tùy chọn, rồi thì tích vào các cái radio button này chẳng hạn, thì các bạn nhìn thấy là mặc dù là các tham số lần này là tôi có quyền có ý kiến đúng không, chứ không phải giống như thằng blue kia là cứ bấm thôi và không biết là nó làm thế nào, thì ít ra lúc này tôi có thể lựa chọn một cái nào đó trong hai cái này, và trong sự lựa chọn này thì tôi còn có thể là thiết lập thêm được cả cái mức độ thể hiện tốt xấu chất lượng nó như thế nào, rồi âm ao cái phạm vi tác động của nó mạnh nhẹ như thế nào, nhưng mà tất cả đều là chỉ trên dạng mô hình như thế này thôi. Tôi còn có thể dịch chuyển được cái tâm của cái hiệu ứng này nó sẽ nằm ở vị trí nào ở trong cái ảnh. Tuy nhiên mọi thứ mình đều không nhìn thấy trước kết quả, chỉ tới khi nào tôi nhấp OK đây, thì lúc đó tôi mới biết được kết quả trông nó như thế nào. Và nếu mà không hài lòng thì lúc này chúng ta lại undo, chúng ta làm lại, tức là mọi sự nó đều làm theo cái kiểu gọi là thầy bói.
mò mẫm không nhìn trước được kết quả. Đấy là dạng thứ hai mà vừa nãy tôi đã nói với các bạn. Còn dạng thứ ba là gì? Dạng thứ ba là chúng ta vào trong bộ lọc đó, đây vẫn cứ blue đi, trong nhóm này chúng ta lại xem một cái khác, ví dụ motion blue đây, thì dạng này thì nó lại cho chúng ta một cái cửa sổ, một cái cửa sổ để xem trước. Tất nhiên là chúng ta sẽ xem một mẫu nào đó trong đấy thôi, có những trường hợp nó mở cửa sổ rất rộng để chúng ta xem hết, cũng có cửa sổ thì nó sẽ nhỏ như này thôi. Và bằng cách là kéo các con trượt này rồi gia giảm các tham số thì tôi và các bạn có thể xem trước được cái hiệu ứng này nó sẽ tạo ra như thế nào. Mà xem cả ở trong hai môi trường, cả cái cửa sổ preview thu nhỏ này lẫn gì đấy ạ, xem trước ngay trên cái tài liệu mà chúng ta đang mở đấy. Thế nó nhiều cái nó buồn cười lắm, có cái thì mù hoàn toàn không biết cái gì cả, có cái thì cho can thiệp nhưng không biết can thiệp vào trông nó ra làm sao. Thằng này thì lại cho xem cả ở trong cửa sổ duyệt lẫn ở trong tài liệu bên ngoài, real time luôn, kéo đến đâu là nhìn thấy đến đó luôn đấy. Và ở đây trong cái cửa sổ này thì các bạn lưu ý có một cái thao tác như thế này, tức là ngoài cái chuyện là chúng ta muốn xem chi tiết một cái khu vực nào đó thì chúng ta có thể nhấp cái chuột, chúng ta kéo di chuyển cái khu vực để chúng ta xem. Ngoài ra thì chúng ta còn có quan sát được là gì đấy ạ, trước và sau. Đấy, nếu các bạn nhấp giữ chuột mà các bạn không thả ra thì các bạn sẽ xem được cái gốc của nó trước khi mà áp dụng bộ lọc. Còn nếu mà chúng ta nhả chuột ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là gì đấy ạ, nếu áp dụng bộ lọc vào với tham số như thế này thì nó sẽ biến đổi cái bức ảnh ra làm sao. Đấy, chúng ta có thể đánh giá được trước và sau bằng cách là nhấp giữ chuột hoặc là nhả chuột. Và nếu mà cảm thấy hài lòng, ok, nhấp để chấp nhận bộ lọc áp dụng vào cho bức ảnh. Đấy, thế thì đấy là cái thao tác mà chúng ta giới thiệu nhanh là ba cái kiểu bộ lọc. Tuy nhiên đây vẫn là cái cách làm việc mà nó mang tính chất là tương đối độc lập, tức là bộ lọc nào biết bộ lọc đó. Đấy. Nó không có cái sự so sánh, nó không có cái sự thử nghiệm. Tại vì trong một cái nhóm như này thì các bạn nhìn thấy là chúng ta gọi là blue, nhưng trong này nó cung cấp bao nhiêu kiểu blue. Tất nhiên là kiểu cũ thì nó ít thôi, nó ngắn hơn như thế này. Ở đây thì chúng ta có là ngày xưa thì nó có blue này, blue more này, Gaussian blue này, motion blue này, radiant blue này, sharp blue này. Đấy thì nó ngày xưa là nó chỉ có từng đấy thôi. Về sau này nó bổ sung thêm một loạt các cái loại blue khác. Đấy. Thế nhưng mà như vậy là cùng một cái như thế này, nếu mà tôi muốn xem là một cái kiểu như thế này đều gọi là blue thì cái kiểu nào phù hợp hơn, ví dụ thế, thì làm việc kiểu cũ hoàn toàn chúng ta cần phải làm trên nhiều cái tài liệu khác nhau. Ví dụ như là chúng ta sẽ vào email, chúng ta chọn lệnh duplicate, tôi phải duplicate ra 5 cái 7 cái và mỗi cái tôi sẽ phải chạy một kiểu bộ lọc khác nhau, sau đó tôi mới so sánh để tôi xem là trong mỗi trường hợp mà tôi có một ý tưởng A hay ý tưởng B thì áp dụng cái bộ lọc nào sẽ đem lại cái hiệu quả thị giác mà nó giống như là mình mong muốn nhất. Thì cách làm như thế thì nó là cách làm cổ điển, nó không có sự liên thông, không có sự so sánh, không có sự gia giảm để mà mình có được một cái nhìn tổng quan trong một cái nhóm lệnh như thế thì cái nào nó đem lại hiệu quả như thế nào, nó khác nhau ở cái điểm nào. Thế đấy là kiểu cũ. Tuy nhiên là cho đến bây giờ thì cái nhóm blue này nó vẫn duy trì cái cách làm việc theo kiểu gọi là độc lập như thế. Thế thì cái mà tôi vừa mới nói là cái sự cách mạng ở trong bộ lọc thì nó nằm ở đâu? Đây thì chúng ta sẽ quan sát ở trong cái gọi là filter gallery. Thì ở phiên bản 6 bắt đầu được đưa ra cái filter gallery này lần đầu tiên, và nó tạo ra một môi trường cho phép chúng ta có một cái nhìn tổng quan hơn, thứ nhất là về số lượng và nhóm các bộ lọc có ở trong bộ lọc. Thứ hai là nó tạo cho chúng ta một điều kiện để chúng ta có thể so sánh xem giữa bộ lọc A và bộ lọc B nó khác nhau như thế nào. Đấy. Nó hay dở hơn nhau chỗ nào, nó phù hợp hay là không phù hợp như thế nào. Thế thì để thực hiện thì chúng ta sẽ bấm thử vào filter gallery nhé. Chúng ta sẽ vào filter này. Chúng ta vào filter gallery này. Và lúc này chúng ta sẽ có một cái môi trường làm việc như thế này.
nó mở ra một cửa sổ, nó gọi là cửa sổ Feature Gallery, và nó cung cấp cho chúng ta ba cái khu vực làm việc như sau. Khu vực lớn nhất nằm bên trái là cái cửa sổ Preview, để cho chúng ta quan sát xem thực tế khi mà chúng ta áp dụng một bộ lọc thì trông nó như thế nào. Khu vực thứ hai nằm ở giữa là nơi cung cấp danh sách các cái nhóm bộ lọc có thể hoạt động trong môi trường Feature Gallery. Tôi phải nói là có thể hoạt động, tại vì là có những cái nhóm bộ lọc nó không được tích hợp vào trong này, nó không hoạt động trong này, nó vẫn hoạt động theo kiểu cổ điển, tức là thằng nào biết thằng đấy, và không hoạt động được ở trong cái môi trường này. Và cũng có những cái nhóm thì thấy tên hoạt động ở trong này, nhưng mà thực sự ra nó không hoạt động hết tất cả các bộ lọc có trong nhóm nó trong này, mà nó chỉ có một hoặc hai ba bộ lọc chạy ở trong môi trường này thôi, còn các cái bộ lọc còn lại trong nhóm thì vẫn chạy theo kiểu độc lập ở ngoài kia. Tức là có cách mạng nhưng mà không cách mạng một cách triệt để, nó cũng vẫn là ở một góc độ nào đó thì nó vẫn hơi cải lương, tức là nó chỉ có một số nào đó đáp ứng được cái yêu cầu để chạy ở trong môi trường này thôi. Đấy. Nhưng mà như thế nó cũng đã là một cái bước mà cải tiến rất là dữ rồi, tại vì là ngoài cái việc là danh sách ở đây thì nó còn cho chúng ta các cái môi trường, các cái phương tiện để chúng ta can thiệp vào các giá trị và xem giữa cái bộ lọc kiểu A hay bộ lọc kiểu B trong một nhóm như thế này thì nó sẽ tốt xấu hơn nhau, nó sẽ đem lại kết quả như thế nào. Đây tôi lấy ví dụ nhóm artistic chẳng hạn, thì nhóm này thì nó cung cấp cho chúng ta những cái phương cách làm việc mô phỏng về các cái hiệu ứng nghệ thuật, hoặc là cái chất liệu, hoặc là phương pháp thể hiện, thay vì là một cái ảnh thông thường. Thì tôi lấy ví dụ như là tôi có một cái ảnh thông thường, thế nhưng mà bây giờ tôi áp dụng thử cái nhóm mà bộ lọc artistic chẳng hạn, thì tôi có thể là biến đổi nó sang những cái dạng chất liệu khác, ví dụ như là phương pháp thể hiện khác hoặc chất liệu khác. Ví dụ đây là phương pháp thể hiện theo kiểu là bút chì màu này đó, hay cái kiểu này thì là Kudo, thì nó là thay vì là color pencil thì chúng ta sẽ có Kudo. Kudo là cái bay chát màu đấy, vẽ bằng bay, tức là chất liệu thì sơn dầu nhưng mà chát bằng bay chứ không phải là vẽ bằng bút. Đấy, mô phỏng cái kiểu thể hiện thế. Hoặc là dry brush thì lúc này là họ cũng sẽ vẽ, nhưng mà cũng vẽ bằng chất liệu sơn hoặc là bột màu gì đó, nhưng mà vẽ bằng bút, và bút này là cái bút mà cũng tương đối là khô, tức là ít dung môi, ít chất liệu làm trơn, thì nó sẽ thành các mảng miếng tương đối là rõ qua từng cái nét bút chấm vẩy vào đây. Đấy. Hoặc là film grain thì không phải là vẽ, mà chỉ đơn giản là họ đưa thêm các cái hạt nhiễu vào trong cái bức ảnh, nó giống như là một cái các bạn là bây giờ là cái thời đại của máy kỹ thuật số đó. Nhưng mà máy ngày xưa thì không phải là chụp kỹ thuật số như thế, mà là phim đó. Và phim mà bảo quản xong thời gian thì bắt đầu là nó bị nhiễu, nó bị các cái hạt nhiễu, hạt nổ trên phim, mà bắt đầu khi mà rửa ra thì bắt đầu nó sẽ có những chấm, nó cũng có những đốm vân vân vào trong cái này, thì nó mô phỏng cái tình trạng là phim grain đấy, tức là có những nhiễu, có những hạt bắt đầu là nó xuất hiện ở trong cái phim đó. Đấy, fresco thì cái này thì nó sẽ cho chúng ta cái cách thức là làm đậm màu những cái khu vực tối màu đấy, để tăng cái độ tương phản ở trong cái bức hình đấy. Neon glow thì trong trường hợp này thì nó lại cho chúng ta một cái môi trường làm bức ảnh thôi. Tôi cũng không đưa sang chất liệu A hay tôi không đưa sang chất liệu B, nhưng tôi đưa nó vào trong một môi trường chiếu sáng khác. Đấy. Và ở một môi trường có ánh sáng màu với lại cái nguồn sáng khác thì nó sẽ tác động tới bức ảnh của tôi theo một cách khác. Hoặc là đây, một cái dạng khác cũng tương đối đặc biệt, tức là tôi cũng không thay đổi về cái cách thể hiện là bút chì màu hay là sáp màu hay là cái gì, mà plastic wrap này thì bây giờ đơn giản là tôi đổ một cái thứ plastic, một cái thứ màng mỏng, màng trong lên trên cái bề mặt thôi, và do đó thì nó sẽ tạo nên một bề mặt
nó lồi lõm khác nhau rồi phản quang khác nhau ở trên cái bức ảnh đó. Đấy. Postage này thì chẳng hạn nó làm sẽ rõ, nó giảm lược màu và nó tập trung vào, nó nhấn vào những cái khu vực mà biên đường biên biên giới giữa các mảng màu rồi các cái chi tiết đấy, và làm rõ lên theo cái kiểu gọi là lược giản hóa của những cái poster của những cái tranh cổ động. Đấy. Thay vì làm tất cả mọi thứ rất là mượt thì bây giờ tôi sẽ ghép mảng lại, tôi sẽ đưa ra một cái mẫu số chung trộn với nhau thành những mảng lớn hơn. Đấy. Vẽ phấn đó, vẽ phấn màu đó. Smooth stick thì là theo cái kiểu gọi là vẽ sáp. Sponge, một cái dạng gọi là đưa chất liệu vào, nó cũng hơi giống như là cái kiểu film grain, tức là đưa một cái chất liệu vào và làm cho cái bề mặt nó trở nên nó xốp hơn. Underpainting thì lúc này bắt đầu mô phỏng là chất liệu vẽ trên một cái gì đó, trên một cái chất liệu cụ thể, ở đây có thể là tùy chọn như là vẽ trên gạch này hay là vẽ trên vải này. Đấy. Đây ví dụ tôi làm lớn lên tỷ lệ cho các bạn xem đó. Đây ví dụ như là mô phỏng vẽ ở trên tường gạch, vẽ ở trên nền vải, vẽ trên nền xi măng, vẽ trên nền cáp, vân vân. Rồi watercolor thì chúng ta sẽ có cách thể hiện trông nó giống như là chúng ta đang thể hiện bằng chất liệu màu nước. Đấy. Thế thì không nói quá cụ thể về một cái nhóm, tại vì thực ra trong cái này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó cách thức sử dụng của một bộ lọc nó là dễ hay khó, mà khó thì cũng khó, mà dễ thì cực kỳ dễ luôn, tại vì về mặt nguyên tắc đã có một cái ảnh đã mở ra được, trừ những cái thứ đầu tiên mà tôi nói với các bạn, ví dụ như là định dạng màu không phù hợp này, hoặc là cái bit màu là quá 8 bit này, hoặc là trong một vài trường hợp rất cụ thể là nó không chịu làm việc với lại cái lớp background đấy, thì về mặt nguyên tắc hầu như đã bấm là một bộ lọc nó sẽ chạy đấy, nó sẽ cho kết quả, có thể rõ rệt không rõ rệt lắm đấy, có thể bạn hiểu hay không hiểu, nhưng mà chắc chắn rằng là nó sẽ chạy đấy. Và do đó thì việc sử dụng bộ lọc thì nói cho cùng là một thao tác rất dễ để mà cho nó hoạt động được, nhưng còn hiểu nó và tạo ra được một hiệu quả phù hợp với lại bộ lọc thì nói thật đây là một quá trình rất là lâu dài, nói cho cùng có thể mở hẳn ra một cái khóa học chỉ để nói về bộ lọc, nếu như chúng ta muốn tìm hiểu sâu, chúng ta muốn là hiểu cặn kẽ thì thực ra có thể mở một khóa, hai khóa riêng chỉ nói riêng về bộ lọc cũng được, hoặc là nói với nhau và có cái quái gì đâu, cứ mò đi rồi sẽ ra, đấy cũng là một cách đấy. Thế nhưng ở đây tại sao tôi lại nói rằng là đây là một cái cách mạng, vì các bạn thấy rất rõ khi tôi bấm sang một cái kiểu nào đó tôi có thể quan sát được ngay, quan sát ngay lập tức là cái kiểu này trông nó sẽ đại loại, nó sẽ làm cho cái bức ảnh của chúng ta thay đổi như thế nào, khác hoàn toàn với cái kiểu gọi là thầy bói tranh voi ở cái kiểu cũ đấy. Kiểu cũ là làm cái nào biết cái đấy, biến thể một cái là tôi không hề hiểu là nó sẽ trông như thế nào và nó hơn nó thua như thế nào so với cái kiểu trước đó mà tôi vừa mới làm, nhưng ở đây thì hoàn toàn rất dễ. À bây giờ tôi muốn xem thử, tôi muốn gọi là nghệ thuật hóa cách thể hiện của cái này đó, chẳng hạn như là chúng ta có mấy thứ, đây là về mặt chất liệu này, chẳng hạn color pencil này, rồi thì watercolor này, rồi dry brush này, hoặc là cuto này, ví dụ như thế, thì tôi có thể là cùng là cái phương pháp gọi là biến đổi sang một cái chất liệu thể hiện nào đó, phương pháp thể hiện nào đó, vậy thì phương pháp nào tốt hơn phương pháp nào, tôi có thể rất nhanh bằng cách là tôi bấm chuyển như này và tôi so sánh. Nếu muốn đi đến tận cùng vấn đề, tôi có con trượt đây để tôi có thể lôi kéo cái con trượt này, tôi ra giảm các tham số để mà tôi xem là đến cuối cùng
thì nó trông như thế nào, đó, nó sẽ cho mình một cái hiệu quả thị giác như thế nào khi mà áp dụng cái này. Thì rõ ràng rằng là khi mà tôi so sánh như thế này, tôi sẽ có được một cái đánh giá chuẩn nhất là à, có một ý tưởng như thế, nhưng trong trường hợp A nên như thế này, trong trường hợp B thì nên như thế kia. Đấy. Khi so sánh được, khi mà gia giảm được, khi mà nhìn thấy trước được, quyết định của mình nó sẽ trở nên chính xác hơn, nó sẽ rõ ràng hơn, thay vì việc là làm việc một cách mù mờ mà không biết được trước kết quả của mình sẽ nhận được nó là cái gì. Thì đấy, đấy chính là lý do tại sao tôi đánh giá rất cao cái vấn đề là nó đưa ra một cái môi trường này, mặc dù nó cũng chưa bao quát hết tất cả các bộ lọc ở đây. Tuy nhiên là rõ ràng là chúng ta không còn phải làm việc theo kiểu mò mẫm nữa, mà chúng ta nhìn thấy được trước kết quả nó như thế nào trước khi đi đến quyết định. Thì đấy là cái điều mà nó là một cuộc cách mạng cực kỳ lớn so với cách làm việc trước đó. Thế đấy là nhóm artistic này. Thế còn đối với cái brushstroke thì cái này nó sẽ chủ yếu tập trung vào các hiệu ứng mà liên quan tới nét bút. Khi mà tôi chọn một cái kiểu nào đó thì trong này chúng ta sẽ thấy là có 2 này, 6 này, 8 kiểu. Đó. Thì chúng ta sẽ có accented edge này, angle stroke này, crosshead này, dark stroke này, rồi ink outline này, rồi splatter này, sprayer stroke này và sumiye. Thì những cái này nó tập trung vào chủ yếu là mấy vấn đề. Đó là các cái nét thể hiện. Đấy, thay vì là các mảng thì thằng này nó tập trung nhiều vào nét và nó tập trung vào vùng biên của các cái khu vực. Đấy. Thứ nhất là ví dụ ở đây có mấy cái này là rất rõ. Ví dụ như angle stroke, chúng ta phóng lớn một tí lên, chúng ta quan sát thì nó đưa ra những cái can thiệp để tạo ra những cái vệt, những cái nét mà gạch chéo ở trong cái bức hình như thế này. Đây, các bạn sẽ nhìn rất rõ khi tôi tăng cái giá trị, cái độ dài nét rồi là các cái chiều hướng của cái nét gạch chéo đi. Đây này. Đấy, các bạn nhìn rất rõ nhé. Tất cả mọi thứ tập trung vào xử lý nét, nét được gạch chéo theo một cái hướng nào đó. Đấy. Hoặc là đây, crosshead thì nó lại ngược lại là angle thì nó chạy theo một chiều thôi. Nét có thể là từ trái sang phải, từ dọc xuống ngang hay là từ ngang sang dọc, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới vân vân. Thì các cái hướng này hoàn toàn là do chúng ta kéo cái con trượt direct balance này để chúng ta quy định về cái chiều của cái nét vẽ, cái nét thể hiện. Đấy, thế nhưng mà stroke length thì nó sẽ giúp chúng ta điều tiết về cái độ dài của cái nét này, các nét này, sharpness này thì là độ sắc nét nhìn thấy rõ hay là vừa phải ở những cái nét mà gạch chéo đó để thể hiện. Thế thì cái này thì cũng rất là dễ, các bạn kéo thử mấy con trượt này thì các bạn sẽ thấy ngay là nó tác động đến cái hình ảnh như thế nào. Tuy nhiên là ví dụ như crosshead này thì nó lại đưa ra một cái mà tổng hợp của cái kia. Thằng angle stroke thì nó sẽ chỉ theo một chiều nhất định nào đó thôi và do chúng ta điều khiển. Nhưng thằng crosshead này thì nó lại làm sao đây ạ? Nó sẽ đan chữ thập. Đấy, đây các bạn nhìn này, các nét này là nét chữ thập đan vuông góc với nhau. Đấy. Trong đó thì có sharpness này là độ sắc nét của các cái độ tương phản của các cái nét này, rõ hay là mờ này, đúng không? Strength này là độ mạnh của các nét, độ dài của các nét khi mà điều khiển này, thì nó sẽ thể hiện theo kiểu là đan lưới như này, hình chữ thập như này. Dark stroke thì nó sẽ nhấn vào và nó làm đậm những cái nét chu vi bao quanh của các cái khu vực hình ảnh, và nó cũng một mặt khác nữa là nó nhấn mạnh hơn vào những khu vực mà vốn đã là cái range ở cái tầm mà darker đấy. Đấy, những cái khu vực mà tối màu, những cái giải mà vốn tối màu thì nó cũng sẽ được nhấn mạnh hơn
và đồng thời nó sẽ dấn rất kỹ, rất mạnh vào trong các cái khu vực đường viền, làm cho nó tối đi, làm cho nó rõ ràng lên so với lại cái gốc của nó. In outline thì lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là nó giống như là chúng ta cầm một cái bút mực và chúng ta vẽ lại, chúng ta đi theo cái đường chu vi, đường bao của những cái khu vực, của những cái chi tiết ở trong bức ảnh. Đấy, nó gần thì nó đổ lại, nó vẽ lại, nó đi theo những cái đường chu vi của những khu vực đó bằng những cái nét bút giống như bút mực. Thế đó là in outline. Đó, splatter. Splatter thì lại là một cái dạng khác, nó giống như là một cái cách thể hiện mà nó mô phỏng một cái sự rung nhẹ ở trong cái trong cái mặt nước ấy. Khi mà chúng ta nhìn một cái hình ảnh gì đó mà nó soi xuống cái mặt nước tĩnh thì chúng ta sẽ thấy là nó in bóng xuống một cái bình thường, nhưng bây giờ cái mặt nước đó nó hơi có gió thổi hay hơi có cá quẫy một tí tẹo, bắt đầu nó hơi gợn lên thì bắt đầu nó tạo nên một sự rung rinh nhẹ ở trong cái mặt nước, và do đó thì hình ảnh nó cũng có cái độ rung lắc nhẹ nhẹ, theo gợn nhẹ nhẹ, sóng nhỏ đấy, thì nó sẽ tạo nên một cái rung như thế này. Thế còn sprayer stroke thì nó lại đi theo một cái góc độ khác. Sprayer thì các bạn biết cái hộp sơn xịt nhỉ? Đấy. Bình thường là khi mà chúng ta cầm cái chổi lông, cái bút lông để chúng ta nhúng vào hộp sơn, chúng ta sơn, chúng ta bôi kín một cái diện tích nào đó thì cái thao tác dùng cái chổi thì nó khác. Thế nhưng mà cái hộp sơn thì về mặt nguyên tắc sơn xịt ấy, thì thường là người ta sẽ phải đưa đi đưa lại theo hình chữ chi. Đúng không? Đấy, để mà tô kín một cái diện tích nào đó thường là đưa đi đưa lại rất nhiều lần đấy, và thường đưa theo hình chữ chi chéo chéo một tí, thì đây chính là cái kiểu gọi là sprayer stroke, tức là nó giải quyết, nó mô phỏng với cái việc gọi là đi những cái vệt màu, đi những cái vệt hình rích rạch theo cái thao tác mà phun sơn để mà vẽ ra đấy. Thì đấy là cái kiểu mô phỏng ở cái tùy chọn brush stroke với sprayer stroke này. Sumiya, một cái dạng này thì nó cũng tương đối giống cái thằng dust stroke, tức là nó sẽ nhấn mạnh, nó làm tăng cái độ tương phản cho những khu vực mà màu đen, màu tối. Đấy. Thế nhưng mà nó tập trung vào mảng nhiều hơn, tập trung vào mảng tối nhiều hơn. Thế còn cái dark stroke này thì gần như là cái chỗ nào mà có cái biên nó đều khai thác để coi như nó nhấn đen lên cả. Đấy. Thì thằng này ở cái độ kỹ hơn và đen hơn, nhiều hơn. Thằng Sumiya này thì nó chỉ tập trung vào phần lớn vào các cái khu vực nó tối sẵn rồi thôi, mảng tối thôi, chứ nó không đi vào các quá nhiều các cái phần vùng nhỏ, những cái chi tiết nhỏ, những cái đường viền nhỏ. Đấy, nó tập trung vào cái mảng lớn hơn. Thì đấy là giới thiệu nhanh về cái brush stroke, chủ yếu là về cái hệ thống các cái nét thể hiện ở trong cái bức ảnh. Về distort thì cái nhóm thứ ba này cũng góp mặt ở trong hộp thoại filter gallery, tuy nhiên là đây chỉ là ba đại diện thôi. Nhóm distort này nó có nhiều hơn thế nhiều, nhưng mà cũng không hiểu lý do tại sao nó chỉ đưa có ba cái thằng này vào nằm ở trong cái filter gallery. Có lẽ ba thằng này thì nó phù hợp về mặt cái thuật toán để nó có thể chạy được ở trong cái này. Thì ở trong này chúng ta sẽ có ba cái bộ, nó gọi là diffuse glow, glass và ocean ripple. Thì chúng ta sẽ có một số các cái giới thiệu nhanh như thế này. Diffuse glow thì nó sẽ có một cái gì đó, chúng ta có thể thấy là nó hơi giống như là cái bộ lọc grain. Đây, nếu mà chúng ta quay trở lại cái này,
film grain ở một góc độ nào đó, đó là chúng ta thêm các cái điểm nhiễu vào trong cái bề mặt. Tuy nhiên điểm nhiễu này của chúng ta là nó tương đối sẫm, tương đối sẫm, nhưng mà ở trong cái diffuse glow này thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta đưa cái này vào thì nó lại gần như là đưa cái điểm sáng, đưa cái điểm nhiễu nhưng mà điểm nhiễu sáng vào trong cái bức hình. Đấy. Làm cho cái bức hình của chúng ta có thể là nó sáng lên. Đây là một cách để mà chúng ta tăng giảm gia giảm độ sáng bằng cái hiệu ứng, gọi thế là cũng không sai. Và nhất là ví dụ như là các bạn thấy là ở trong một vài trường hợp mà người ta đánh lộn những cái khái niệm mà ví dụ như là ảnh nghệ thuật ấy. Trước đây mà các bạn chưa có những cái phần mềm mà 360 độ mà làm cho nhòe bớt đi để giấu các cái chi tiết ABC, thì cái việc mà làm tăng cái độ chói cho cái bức hình để mà làm lu bớt chi tiết đi, sau đó thì sẽ gọi là che giấu những cái điểm khiếm khuyết ở trên cái ảnh chụp chẳng hạn, thì đây cũng là một cách. Đấy. Nhưng mà tăng độ chói lên thì rõ ràng là nhìn chi tiết nó không rõ nữa, và lúc đấy nó hơi mờ mờ ảo ảo. Thế thì nó dẫn tới cái tình trạng là giấu được khiếm khuyết đi và ai trông cũng mơ mơ hồ hồ, trông như tiên nữ cả. Đấy. Kiểu như thế. Thế còn glass thì nó lại đi sang một cái phạm trù khác. Glass thì là nó lại mô phỏng một cái sự view thông qua một cái trung gian là một cái là chất liệu, một cái tấm vách kính hay là cửa kính gì đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ có những kiểu khác nhau. Ví dụ như là chúng ta có cái texture thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái kiểu mà kính khác nhau. Ở đây không phải là kính trong bình thường nhé, mà là kính có vân. Kính có vân, kính có chất liệu, hay chúng ta gọi là kính trang trí hoặc là kính hoa dâu, kính sần. Đấy, và cái hoa văn ở trên mặt kính nó như thế nào thì chúng ta chọn, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là cái hình ảnh của cái ảnh sau khi mà thông qua cái cửa kính này thì trông nó cũng sẽ bị biến dạng rất nhiều theo cái chất của cửa kính. Đây ví dụ block này, đây là kiểu hoa văn trang trí ô vuông này, đúng không? Ở trên kính này. Hay là ví dụ như là canvas này, thì lúc này thì nó sẽ gợn nhỏ thôi, đúng không? Froster này, hay là tiny lens này, các chấm 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 ở trên mặt kính, thì tùy thuộc vào cái kiểu loại, rồi thì tùy thuộc vào scale, tức là cái tỷ lệ to nhỏ của cái chất sần, chất hoa văn ở trên mặt kính, mà chúng ta sẽ thấy là cái hình của chúng ta nó biến đổi như thế nào. Đấy. Distortion, biến đổi nhiều hay ít, tức là kính mờ hay là kính trong, đúng không? Kính dày hay kính mỏng thì nó sẽ tác động tới cái cách thức mà hiển thị thông qua cái cửa kính đó. Thì đấy là cái kiểu glass. Thế còn kiểu ocean ripple thì nó cũng hơi giống như là tùy chọn. Ví dụ đây này, cái splatter này vừa nãy chúng ta đã nói, thì cái phần ocean ripple này ở góc độ nào đó nó cũng giống như vậy, tức là mặt biển nhưng mà nó lại đang gợn lên đó. Và sóng ở biển thì nó lớn hơn, nó sẽ đa chiều hơn, nó sẽ làm cho cái hình ảnh nó gợn lên nhiều hơn. Đấy, chúng ta sẽ có kết quả như thế này. Đấy là bộ lọc distort. Và riêng bộ lọc distort này, ví dụ như là tất cả những cái này, thằng artistic này hay là thằng brushstroke này, thì hai cái thằng này thì toàn bộ các cái bộ lọc con nằm ở trong cái nhóm thì nó đều được thể hiện ở trong này, nghĩa là nó hoàn toàn chạy ở trong môi trường này. Nhưng distort này nó có đến độ khoảng chục cái thì nó chỉ đưa 3 cái vào trong này thôi, còn lại những cái khác thì chạy theo cửa độc lập, như giống như lúc đầu tiên mà chúng ta đã giới thiệu với nhau. Thế còn sketch thì nó lại đưa sang một cái góc độ khác. Sketch thì nó sẽ giúp chúng ta là hiển thị những cái hình ảnh này ở góc độ giống như là những cái dạng mà
phương án thể hiện hay những cái chất liệu phác thảo gì gì đó. Và nguyên tắc là thông thường là nó sẽ cắt cái giá trị màu gốc của cái bức ảnh này đi, và nó lấy màu của ô tiền cảnh để nó đưa vào, nó thay thế cho cái màu của cái kết quả. Chỉ có duy nhất cái bộ lọc ở trong này, thì đây chúng ta thấy là 3 này, 6 này, 9 này, 12, 14 bộ lọc được giới thiệu ở trong này, thì duy nhất có thằng Waterpaper này là nó sẽ không hủy cái màu gốc của bức ảnh, nhưng mà nó có can thiệp vào cách thể hiện. Thế còn lại tất cả những cái thằng còn lại này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ cắt hết các giá trị màu gốc, và nó chỉ duy trì cái, nó đưa màu tiền cảnh vào thay thế. Đấy. Và nó cho chúng ta những cái phương pháp thể hiện khác nhau, trông giống như là những cái cách tìm tòi, cách thể nghiệm. Ví dụ như là graphic pen thì đây là cách vẽ bằng bút, bút sắt chẳng hạn. Hay là notepaper hay photocopy, hay là hard tone, hay là plaster stamp, thì hầu hết những cái kiểu dạng như này, tức là nó đều đưa ra những mô hình giản lược hóa, hoặc là khắc nổi, hoặc là khắc chìm, hoặc là vẽ bằng nét, hoặc là thể hiện bằng than và phấn. Vẽ than rồi thì chrome, thì cái dạng này thì nó lại hơi đặc biệt là đổ kim loại nóng lên. Đấy, đổ kim loại chrome lên đó. Rồi vẽ phấn này, vẽ sáp này, rồi stem, tức là giữ lại những cái mảng tương phản cao. Đấy, loại bỏ những chi tiết mà nó có độ tương phản thấp. Đấy, photocopy thì lại mô hình theo kiểu mờ mờ nhạt nhạt, theo kiểu photo lại một cái bản gì đó, nó chỉ giữ lại cho chúng ta những cái khu vực mà tương đối chính, những cái khu vực mà nó ít chi tiết hoặc là nó độ tương phản thấp thì thường là nó bị mờ, nó bị mất ở trong cái bản photo, thì nó cũng sẽ hiển thị lại như này. Và đây thì ví dụ như là chúng ta thấy là nó phụ thuộc nhiều vào trong cái màu tiền cảnh, đúng không? Đây, tôi đổi thử màu đen này, filter này. Bây giờ chúng ta lại vào filter gallery và chúng ta xem lại cái sketch này, thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà tôi thay đổi sang cái màu đen như thế này, thì lập tức các bạn sẽ thấy ở đây là chạy theo tông màu đen, đúng không ạ? Thế bây giờ tôi lại thay một cái màu khác, ví dụ tôi thay màu đỏ này, filter này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là nó lại đưa cái màu của màu tiền cảnh vào đây. Tôi cắt các giá trị màu gốc đi, chỉ giữ lại về điểm ảnh cũng như là các cái khu vực tương phản sáng tối, và sau đó thì áp cái màu của màu tiền cảnh vào đây. Đấy, thì cái này các bạn có thể là điều chỉnh hầu hết ở đây là detail, tức là cái độ rõ nét của các chi tiết đến đâu. Đó, và sau đó thì smooth này là cái độ làm mờ, làm nhòe đến đâu. Cái này trông rất giống như là khắc, đúng không? Chạm khắc. Đấy, cái này thì là chất liệu khác, là vẽ lại bằng các cái nét bút. Có một số thứ thì chúng ta sẽ thấy rằng nó cũng tương đối giống nhau, ví dụ như stroke direction này, chúng ta sẽ có những cái kiểu là gạch ngang này, gạch chéo theo chiều bên trái, gạch chéo theo chiều bên phải, gạch theo chiều đứng, vân vân. Thì những cái này thì nó rất là trực quan thôi. Đấy, duy nhất có cái thằng này, đó là Waterpaper, thì chúng ta sẽ thấy là nó giữ lại cái màu sắc gốc của bức hình, và có đưa thêm các cái hiệu ứng vào đây để trông nó giống như là chúng ta vẽ mực, vẽ màu nước ở trên lụa này, này. Nó có cái độ loang, nó có cái độ nhòe của nó. Thì thằng sketch này thì cũng tương đối đơn giản vậy thôi. Đấy. Thế còn thằng stylist này,
thằng stylist này cũng là có nhiều bộ lọc, nhưng mà duy nhất có một đại diện được đưa vào trong cái nhóm mà cửa sổ Filter Gallery. Và cái hiệu ứng này trông giống như là mắc một cái hệ thống đèn neon quảng cáo vào các cái khu vực chu vi của các mảng. Đấy, khi nào mà nó phân biệt được đâu là một mảng A, đâu là một mảng B thì nó sẽ có một cái thao tác gọi là nhấn cái mảng nó lên. Và trông nó giống như là quan sát vào buổi đêm. Đấy, quan sát vào buổi đêm mà chỉ có những cái chỗ nào mà nó phân tách, nó bảo đây là chu vi của một khu vực, đây là chu vi của một mảng, thì nó sẽ mắc đèn vào đấy và nó làm nhấn mạnh lên trang trí cho nổi bật cái chu vi của cái hình hài của khu vực đó lên. Thì đấy là cái stylist thì thực ra nó còn được nhiều nữa cơ. Duy nhất trong này thì chúng ta chỉ gặp có một thằng đại diện. Thế còn texture thì nó cung cấp cho các bạn những cái phương pháp tiếp cận về mặt chất liệu. Đấy, vẫn cái hình ảnh đó nhưng khi được thể hiện trên một chất liệu A thì trông nó như thế nào, chất liệu B thì nó như thế nào. Đấy, cái này thì nó phụ thuộc vào cái chất liệu nền thôi. Tôi vẽ lên một cái tường xi măng thì nó khác, tôi vẽ lên một cái chất liệu vải thì khác, tôi vẽ lên một cái tường gạch trần thì nó khác, vân vân. Thì ở đây nó cung cấp cho chúng ta những cái phương tiện dạng như thế. Cancellor này thì nó sẽ giống như là chúng ta vẽ lên trên một cái nền giấy, mà nền giấy sần. Đấy, nền giấy sần. Grain này thì hơi giống như là cái phần artistic mà phim grain, tức là đưa nhiễu vào. Đấy, mật độ hạt nhiễu như thế nào khi mà đưa vào cái này, có rất nhiều thứ mà trông nó gần giống nhau. Đấy, mosaic tile thì nó sẽ giống như là chúng ta làm một cái bức tranh mà gồm có nhiều cái mảnh ghép vẽ ở trên một cái nền mà có cùng nhiều mảnh ghép, trong đó chúng ta có thể điều chỉnh ví dụ tile size, tức là cái mảnh này nó to hay bé, đúng không? Ground width này thì là cái gì đấy ạ, các cái khe giữa các cái những cái mảnh này nó rộng hay là nó hẹp. Và light ground này thì nó sẽ là cái vệt này nó sâu hay nông, thông qua đó thì là nó sáng hay nó tối. Đấy, nông thì nó sẽ sáng, và nếu mà sâu thì nó sẽ tối. Nó sẽ làm rõ các cái mảnh ghép, mảnh ở trong cái tranh ghép này. Chúng ta có patchwork. Patchwork thì nó cũng là một cái dạng ghép, nhưng mà cái này nó hơi giống như là ở trên các viên gạch nhỏ, gạch lát, nhưng mà ở góc độ là ốp tường, và nó sẽ tạo nên những cái đồ án trang trí ở trên tường. Ví dụ như các bạn hay thấy là ở trong bếp này hay là trong nhà tắm này, nó sẽ có những đồ án trang trí phù hợp với lại công năng sử dụng đấy, với cái chủ đề đấy. Thì một bộ như thế là nó sẽ vẽ thành một cái tranh gì đó, thì nó sẽ ghép theo đúng thứ tự, thì nó sẽ thành một cái tranh trang trí ở trong khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh hay là nhà bếp. Thì nhưng mà trong này thì mảnh của nó thì rất là nhiều đó, và chúng ta sẽ có những cái cách thức để mà chúng ta tăng hay giảm cái kích thước của từng viên gạch này để ghép vào. Nổi hay chìm, đúng không? Cầu tính không gian hay là phẳng. Đấy, thế còn chuyện trên này là về tăng hay giảm kích thước cho một cái viên gạch ở trong cái đồ án đó. Steiner Glass thì nó mô phỏng cho chúng ta về một cái môi trường khác, đó là cái mô phỏng về tranh thủy tinh màu. Nếu mà các bạn đã vào một cái nhà thờ nào đó thì các bạn hay gặp những cái cửa sổ kính màu, vừa là trang trí vừa là lấy ánh sáng vào trong nhà thờ, và chúng ta sẽ thấy là nó có cái các cái mảnh kính màu khác nhau ghép lại thành một đồ án trang trí, có thể là bức tranh, một đồ án trang trí, và
giữa các cái mảnh ghép đó thì họ sẽ có một cái khung được làm uốn bằng chì để cố định ghép các mảnh vào với nhau đấy. Và bây giờ thì các mảnh màu được phân ra thành các mảng kính, các mảng màu được phân ra thành các mảng kính và được bổ sung thêm một cái hệ thống lưới để kết nối giống như cái khung của cái khung bằng chì ở trong cái tranh tranh kính đó. Thế thì chúng ta có mấy cái con trượt này, ví dụ cell size là để tăng hay giảm cái kích thước của các cái mảnh kính màu, đúng không? Border thickness này thì nó sẽ giúp chúng ta là gia giảm những cái khu vực mà các cái cầu nối bằng giữa các mảng đó thì nó dày hay mỏng, đúng không? Và cái light intensity thì nó sẽ tăng giảm cho chúng ta về cái ánh sáng chiếu vào nó mạnh hay nhẹ. Đại loại thì là các cái bộ lọc ở đây thì nó sẽ giúp chúng ta là tạo ra các hiệu ứng như thế này. Phần lớn những hiệu ứng mà nó không quá mạnh thì nó đều có thể được tập hợp và nằm ở trong cái nhóm lệnh chúng ta gọi là cái filter gallery. Còn một số những cái mà hiệu ứng rất mạnh làm biến đổi rất lớn cho cái hình ảnh thì nó sẽ hầu như là nó vẫn nằm theo cái phương pháp gọi là làm việc tách biệt. Đấy, thì trước hết là chúng ta giới thiệu nhanh về các thể loại, vai trò và cái môi trường làm việc này nó khác biệt như thế nào so với lại cái kiểu làm việc cũ tách biệt. Thế bây giờ các bạn dành thời gian ra làm quen một chút với lại cái môi trường làm việc filter gallery, sau đó thì tôi sẽ giới thiệu thêm về các cái bộ lọc rời ở bên ngoài này như thế nào.